Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hóa, hiện tại phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kiseto. Hiện nay công ty Kiseto chúng tôi gồm 2 người đi khảo sát thiết kế xuống xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để khảo sát thiết kế cho bác Ngát tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi xem cái cung đường đi xuống quê bác tại Nam Đàn, Nghệ An như thế nào và cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi cho bác Ngát tại đây, bác Ngát Anh Đạt ạ. Và xem cùng mọi người cùng xem là quê bác ở đây thì qua flycam để nhìn từ trên cao xem là mảnh đất quê hương ở đây nó như thế nào và các cái công trình hiện tại ở khu vực huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An này họ xây dựng và phát triển đến như thế nào nhé. Thì mời các bạn cùng đón xem cái cung đường và cái quá trình khảo sát của chúng tôi ạ. Và đây là cái cung đường để đi tới xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và đây là đang trên quốc lộ 46, chúng tôi còn tầm 10 cây số nữa là chúng tôi đến xã Nam Anh nhà gia chủ. Ở đây đang trên là địa phận huyện Nam Đàn và đang đi trên con quốc lộ 46 rất là rộng. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh vẫn còn khá là thưa thớt. Đây trên quốc lộ. Bạn nhìn hai bên. Bên phải chúng ta là đồng ruộng và bên trái là những cái ngôi nhà mà đang chuẩn bị mọc lên. Đấy, nhìn qua cái khu vực không gian kiến trúc ở đây thì lạc xem 1 km đấy, lạc xem kia Kim Liên, quyền đội chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi, bên trong làng sen là có Kim Liên đấy các bạn nhỉ. Quyền đội là Kim Liên, quyền đội thì còn dưới Nam Đàn này là quê ngoại đúng không, dưới xem cái khuôn viên cảnh quan hiện trạng khu đất nhà gia chủ cùng với các công trình xung quanh và khuôn viên xung quanh xã Nam Anh như thế nào nhé. Mời các bạn cùng đón xem. Vâng, và đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Tình. Thì đây là phía mặt đường, cấp điện là khu vực phía bên phải và đây là bên trong khuôn viên khu đất. Với cái chiều dài mặt tiền này là hơn 24m, là 24m8. Đây là cái cổng khu vực phía nhà anh, thoát nước là thoát ra khu vực phía trước mặt đường này. Và bên này là có cống chạy sát phía mép bên trái. Thì nhà anh dự kiến sẽ làm ở hướng bắc, là hướng quay ra phía ngoài đường này là hướng bắc. Đây là công trình xung quanh, khu vực hiện trạng, tường xây, bên này nhà hàng xóm. Còn đây là khu vực khuôn viên bên trong của khu đất. Đây là cái ngôi nhà hiện trạng cũ nhà anh Tình tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và dự kiến xây dựng một ngôi nhà vườn mái thái tại khu vực này, quay về hướng bắc. Đấy, đây là khu vực nhà cũ hiện trạng của nhà anh. Đấy thì cấp điện ở phía trước rồi, cấp nước là anh dùng giếng. Đây giếng ngay khu vực phía sau. Đây cách khu vực vị trí này. Đấy, ngay sát cái bức công trình phụ nhà hàng xóm. Thì lúc chúng tôi bay lên flycam thì mời các bạn cùng xem là cái khuôn viên khu đất nhà anh từ trên cao để nhìn rõ hơn và hiểu rõ hơn cái khuôn viên khu đất nhà anh. Đây sẽ làm từ đây và hướng ra ngoài phía đường. Đấy thì mời các bạn cùng xem video khảo sát từ trên cao để hiểu rõ hơn khuôn viên hiện trạng khu đất nhà gia chủ nhé. Khu đất nhà anh Tính, nhà bác Chắc. Thì xem anh Tình, nhà bác Chắc. Xem khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác hình dáng như thế nào. Để chúng tôi quét lại cái kích thước nhà bác cùng với xem các cái yếu tố phong thủy xem là như thế nào. Thì mời các bạn cùng đón xem ạ. Rồi, nó tải nhờ, trên trời. Bay lên như chim đấy. Đây thì mời các bác nhìn qua một lần xem là cái khu vực xung quanh cái xóm 2 nhà mình nó như thế nào. Đây thì toàn những cái nhà gọi là nhà cấp 4 thôi. Có cái mái ngói rất từ xa xưa rồi. Đây là mái tôn xanh cũng có. Đây có cái nhà này là khu vực mới xây này. Đây rất cánh đồng. Đây là khu vực xung quanh. Quanh đây thì có thể biết được nhà nào thuê thiết kế, nhà nào không thuê thiết kế mình biết ngay. Đây cũng có một cái nhà to này, sau này có cô nhau nhau quăng được từng người đâu qua đâu nhau quăng cũng cứ làm một phần đấy làm cái này cứ đông đó. Đây thì xung quanh đây là chủ yếu nhà vườn thôi, như là không có thiết kế.
tại nó không được gần hơi hẳn nhà trước. Và bây giờ là cứu khuôn viên hiện trạng khu bên dưới nhà mình. Bạn nhìn thấy khu bên dưới chưa? Hai sau hai cái đống dương này là hơi cong rồi. Thì từ đây mà cháu sẽ chụp lại cái hiện trạng công viên khu đất này thì cháu sẽ thấy được các cái kích thước, cháu sẽ lấy được cái kích thước đấy. Thì thế là sau này là hơi chéo này, chéo vào này, hơi thẳng ra này. Nãy bác đo là bác đo đây rồi đúng không? Còn lại phía đằng sau là chúng ta vẫn nhà mình. Cái vườn này có phải nhà mình không? Vườn này có phải nhà mình không? Không đúng không? Bác đã đến cuối nhà này rồi.
cứ lo lắng. Các bác nhìn thấy chưa? Bác có nhìn gì không? Đấy là khuôn viên quanh khu này cho thấy có mỗi cái ngõ vào vừa nãy là mình có cái bình thì ở ngay bên cạnh làng này. À, kênh là kiểu cổ cổ này. Đó. Các bạn nhìn thấy xung quanh đây là từ đây là cháu sẽ có cái video hiện trạng như thế này. Thì cháu sẽ quét được cái hiện trạng về và xem là có những cái ô tô để được không thì bên cháu sẽ có thể phong thủy riêng từ đó cho anh tính. Xem là nên quay hướng đấy thì phòng bếp, phòng thờ, ăn nên quay hướng nào. Có phòng ngủ nữa. Tên và nam sinh rồi, chúng tôi sẽ tư vấn cho anh. Đây thì có các yếu tố gì xung quanh nhà mình nhé, cho bay trên cao này nhá, có các yếu tố này xung quanh này. Đây là loại Cho. Ở dưới có cái ô tô đấy bác. Ở đây ô tô đó. Ok, thế vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video cảm giác tiếp theo ạ.